rò ga bay nhanh, đường queo đường cong không ngang. Bên anh có em, bên em có anh, mầm lành thắm tươi. Cứ xa hết ga, em sẽ ôm chặt lưng nhà. Bài hôm nay ta hãy đi dạo bên tàu. Bên tàu em không ham, mà em ham đi bên lời rồi lên thú đất. Đi luôn nhí anh, hay đi hố nai biển quà mới ngon. Thư bài hôm nay ta xe vào đô thành, thành đô hôm nay người đông chen qua, càng gợi lòng ta say đắm. Ta đi bến tre, đi qua Vĩnh Long, sao về Sóc Trăng. Mèn ở đi xa quá làm sao chiều về cho kịp. Thôi em đi xe khác vậy. Thôi nói vậy chứ đi đây nè. Em à, dù cho em muốn đi đến rạch giá, rạch sỏi, rạch cát, rạch dừa, rạch ong, rạch kiên, hay là Cần Duộc, Cần Thơ, Cần Giờ, Cần Đước, hoặc Thủ Dầu Một, Thủ Thiêm, Thủ Thừa, Thủ Đức, và bên cát, bên cỏ, bên tre, bên đình, bên lức, bên tàu, bên bãi sậy, hoặc bên dân đồ. Các nơi anh vừa kể em thích đi nơi nào? Vĩnh Hảo, Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Vĩnh Hội, hay Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, hoặc em mới lên ông Bảy Hiền, ông Tả, ông Tố, ông Cổ, ông Lạnh, hay là bà Rịa, bà Rá, bà Đen, bà Chiểu, bà Hạt, bà Điểm, bà Quẹo, bà Hôn. Bất cứ nơi nhà nào anh cũng chiều em tất cả. Đó, các nơi anh vừa kể đó, em thích đi nơi nào cứ ra lệnh đi. Anh còn biết nơi nào nữa không? Anh cứ nói hết cho em nghe coi. Còn biết nhiều lắm em mà. Đâu, anh nói cho em nghe xem. Còn biết nhiều chỗ lắm. Nào là Bình Dương, Bình Long nè, Bình Đông, Bình Tây, Bình Chánh, Bình Tuy, Bình Nà Lợi, ngay với ngã năm mà Bình Hòa, và Long Xuyên, Long Khánh, Long An, Long Hương, Long Hải với Long Điền. Còn như em muốn lên Gò thì có Gò Dưa, Gò Dầu Hạ, Gò Dầu Thượng với Gò Công. Hay muốn lên cầu Hướng Mát thì có cầu Trường Tiền, cầu Bến Lức, cầu Bắc Mỹ Thuận, cầu Gành nè, cầu Ông Lãnh nè, cầu Hàng nè, cầu Bình Lợi nè, cầu Xa Lộ với cầu Quay nữa. Hoặc Quảng Lợi, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Y Tinh, hay là Đà Lạt, Đà Nẵng với Đà Răng. Ủa, sao anh biết được nhiều chỗ quá vậy? Vì anh là nghệ sĩ mà. Em là nghệ sĩ vậy? Vậy ha, nhưng mà có lưu diễn xa bằng anh không nha? Xa hơn nhiều. Ảo đi. Em còn đi tới ngoại quốc nữa kìa. Tới ngoại quốc nữa à? Em đi nước nào đây em kể cho anh nghe thử coi. Kể nha. Nè, anh hãy nghe nè. Rồi. Đầu tiên là em hát ở Đầm Dơi, rồi dời lên Sài Gòn và dọn vô Chợ Lớn, mới thẳng trấn qua Campuchia, rồi bay về Vạn Tượng, thẳng hướng xuống Hòa La, mang về Ấn Độ và trốn sang Tàu.
em tên gì vậy hả? Dạ em tên là Lễ Thủy. Em tên là Lễ Thủy à? Dạ, còn anh quý danh gì nhỉ? Em cứ hỏi thăm kép môn nào đó thì nó sẽ chỉ cho em biết là bạn văn hường. Ủa, nói vậy anh là văn hường? À, văn hường đây nè. Anh vẫn sống độc thân sao? Độc thân em ơi, em Lễ Thủy ơi. Dạ chi đó anh văn hường. Hiểu với nhau ta chưa nghĩ ngại nhau gì, đời anh cô thân tìm mong quên đi làm bạn màn nhung sân khấu, đêm đêm hát ca muôn quan khách xem cho đời bớt đau. Ơi anh ơi, em rất cảm động vô cùng. Ta ra mắt ngay tại đó.